Hello, come back, welcome to my channel. Bây giờ chúng ta sẽ chơi My Angela 2. Và Angela mới ngủ dậy, mình sẽ cho đi vệ sinh nhá. Đi toilet. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ cho Angela đi tắm. Nào, dùng một tím này. Quá xịn luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời. Nào, sẵn nước cho khô này. Xong sau đó sẽ cho đánh răng nào, đánh răng cái một đen này đúng không nào, mà tràn một tím luôn giống như cái bánh xòe tắm sợ quá xịn luôn. Tiếp theo cho đi chải tóc nhá, chải tóc chải lông các thứ, anh ta mặc bộ màu hồng rất rực rỡ luôn. Ok nhá, giờ cho đi ăn nhá, đói bụng rồi, ăn một chiếc bánh mì đi. Ăn một chiếc bánh bao. Ăn một nồi lẩu. Và uống một lon coca, một cốc coca cola. Ăn thêm cái bánh bao nữa, mới đủ no. Level up. Quá xịn xò luôn, thằng gà lên level 19 rồi. Mình sẽ đi nhận được vé đi nhảy này. Rồi, phải đi đánh răng lại thôi. Joe, hả mồm ra. Phải đánh sạch những cái vết bẩn ở răng này đi là được nhá. Xong. Tiếp theo là mình sẽ cho Angela thay bộ trang phục khác đi. Xem nào, có cả gì xịn xịn một chút không. Váy à? Đây cho mặc cái váy này nhỉ. Oh no. Oh my god, quên mất chưa chọn. Váy đó, váy này à? Không phải váy kia. Đây này. Đổi màu. Đổi màu đỏ ấy. À con đây màu màu vàng luôn này. Màu xanh. Màu đỏ này. Và áo nữa, áo xem có cái áo nào màu đỏ không. Đây áo này xem có màu đỏ không nhá. Có luôn. Một bộ luôn đấy các bạn. Giày. Giày cũng màu đỏ luôn. Chúng ta sẽ cho người làm một bộ quần áo màu đỏ. Tiếp theo cho người làm đi shopping. Đi shopping để kiếm ít đồ nhá. Mình sẽ cho anh cái là đến New York. New York City. Nào, yeah. Mở quà thôi nào các bạn. Kim cương à. Điểm nhảy vàng và cuối cùng sẽ là một món đồ gì đó. Một bộ quần áo. Rồi, thôi cho đi làm bánh. Làm những chiếc bánh kẹp bằng dâu tây. Bánh dâu tây thì sẽ băm dâu tây ra, sau đó đổ vào cái bát này để ngoáy đều nhá. Chúng ta sẽ ngoáy nhẹ nhàng cho nó bắn. À, ngoáy mạnh nó sẽ bắn ra như vậy. Rồi, ngoáy nhẹ nhàng thôi. Sẽ ok. Và đổ vào khuôn nhá. Đổ vào khuôn để đi nướng này. Rồi, đổ vào khuôn. Và bật công tắc này, bật lửa này để chín bánh. Bánh đã chín rồi. Bây giờ làm nhân. Nhân bằng quả đu đủ 7 màu ai nhá. 4 miếng lửa cho đây ngoáy nào. Mình sẽ ngoáy nhanh. Rồi đổ vào đây để làm ít nhân. Nhân bánh. Úp vào. Và sẽ giống cầu vồng ấy nhá. Rắc một chút đường điếc gì đó là lên. Vậy là có một chiếc bánh ngon lành ăn luôn. Wow, rất là ngon luôn. Quá tuyệt vời. Lên level nào? Level làm bánh nào? Nhận được một chút kinh nghiệm. Mình sẽ đổi kiểu tóc khác cho Angela nhá. Chúng ta sẽ đi tìm kiểu tóc sự so khác. Cái váy đấy có lẽ là sẽ hợp với kiểu tóc này. Mình sẽ cho kiểu tóc này. Màu khen mà đỏ mà. Đợi cho kiểu tóc màu này. Đó, xịn luôn. Trang điểm một chút. Để đi nhảy. Bên này nhá. Rồi. Tiếp theo sẽ là đánh má nhá. Mình sẽ chọn cái màu xanh này. Đặt mí mắt. Rồi, rất là xịn luôn.
bên này nữa, vừa đều ra. Ok, tiếp theo là son môi, xong có loại gì không? Lại cầu vồng luôn à? Cầu vồng khuyết, cầu vồng có vẻ như không ăn thua mấy. Xong cầu vồng luôn mới chết chứ. Đây là đính ngôi sao lên mặt nha, mình sẽ cho người là đính mấy mặt trăng. Ui, kim cương luôn, quá ghê, đính hai kim cương lên mặt. Đi đó. Đấy. Còn đính được một cái ở đây sao mà nhỉ? Thôi, chỉ là hai cái. Thế ổn rồi. Giờ cho đi nhảy đi. Cho vào màn đánh trống nha. Màn Alibaba trong rừng chui ra này. Mình sẽ phải viết theo điệu nhạc nha. Để cho người ta nhảy theo. Xong nha. Được lên level 17 rồi, điệu nhảy nha. Không biết level bao nhiêu thì có thể tiếp tục với kia nhỉ. Nào. Tiếp. Tiếp, nhận được rất nhiều thứ rồi thôi. Ô, lại nhảy tiếp à? Rồi, nhảy một lần nữa cũng được à? Lần nữa này được đẩy kim cương lên rồi sẽ vẫn nói sang phải sang trái xuống này. Yeah. Rất tuyệt vời các bạn. Bây giờ mình chọn sang này chéo lên. Là chất một cú khoanh tay kết thúc điệu nhảy lên level 18 luôn nhá. Nhảy này rất là nhiều exit luôn để lên level luôn, và nhận thêm mấy cái phần nợ đi. Được một cái thuốc gì đó, thuốc để đói để có thể ăn được tiếp. Nào, chúng ta tẩy trang cái nào, tẩy những cái vết bẩn này, những cái trang điểm cũ kỹ này đi. Ok nhá, xong rồi, sạch sẽ luôn. Giờ thì mình sẽ cho anh cái làm gì đây. Anh cái làm muốn ăn gì không? Chải tóc à? Rất nhiều quần áo xịn rồi. Thôi mình sẽ cho anh cái like ngủ với nhỉ. Và chúng ta sẽ kết thúc video rồi. Bye, see you đi.